Rồi, em chào thầy anh em ha. Thì hôm là thứ hai ngày 10 tháng 6 ha. Thì em cũng làm ít chim con giùm anh ha. Thì đầu tiên là mấy dòng chim biết nói nha anh. Sáo đen, cưỡng với lại sáo nâu nha anh em. Đó, hôm nay thì nó rất là cứng rồi ha. Đó, đứng hết rồi nè anh ha. Đó, hôm bữa em hôm qua em bắt về mấy bữa trước thì nó còn nằm nha. Hôm nay lông lá cũng đầy đủ hết rồi nè. Đó, chim cứng cáp hết rồi mấy anh em ha. Cái dòng này thì nó rất là khôn nha anh em. Anh em nuôi từ nhỏ về lên á, nó rất là quấn người ha. Thậm chí mình đi đâu nó cũng đi theo mấy anh. Đó, sáo nâu anh em. Đây là sáo nâu nha anh em. Sáo nâu thì một con là 150 nha mấy anh. Đó, sáo nâu một con 150 nha anh em. Hiện tại đây em còn có 3 con thôi anh em, 3-4 con thôi. Đó, còn cái này là sáo đen anh em. Đây, sáo đen nè. Sáo đen đây thì em còn 3 con nha anh em, 4 con. Sáo đen thì em còn 4 con mấy anh. Đó, sáo đen thì 250 một con nha anh em. Đó, sáo đen với cưỡng là đồng giá nha mấy anh. Đó, sáo đen với lại cưỡng thì đồng giá 250 một con nha mấy anh. Đó, mấy này thì rất là dễ anh em. Ở nhà nếu mà mấy anh nuôi ít á, nuôi 1-2 con thì anh em cứ cho nó ăn dế với lại dế á mấy anh. Cho ăn dế thì chim nó rất là nhanh lớn nha. Lâu lâu mình kèm nó thêm ăn cám nữa, mình tập cám cho nó từ từ anh em ha. Mình cứ cho nó ăn cám bột, cám mình khuấy nhuyễn ra gì nè anh em. Đó, mình cho nó ăn thì chim nó rất là lạ lớn anh em ha. Đó, rồi ok anh em ha. Thì anh em nào mình cần chim nói thì nhắn kèm ha, đặc biệt là chim con nha anh em. Đó, rồi ok anh em. Cưỡng, sáo nâu với là sáo đen nha mấy anh. Rồi để em quay mấy cái dòng khác cho anh em ha. Rồi ok anh em ha. Thì ở đây em còn một ít trà than con anh em. Đó, cái này hầu như là mái nha anh em. Đó, cái này hầu như là than mái ha. Em không có bao trống. Đó, ở đây cũng còn ít con lửa mái nha mấy anh. Mấy cái con này thì em không có bao ha, mà chắc chắn là trong đây nó vẫn còn sót trống nha anh em. Đó, tại vì cái tỷ lệ mà nó lựa cũng không có chính xác 100% được đâu anh em. Nên mình cứ qua lựa chọn thoải mái ha. Đó, năm ngoái thì có mấy anh mua chim mái luôn mấy anh. Nhưng mà về nó đổ ra những con trống là bình thường nha mấy anh. Đó, đầu tiên là này ha. Chè than con và chè lửa con nha anh em. Đó, chè lửa thì nó rất là dễ anh em. Anh em dựa vào cái màu sắc trên lông của nó ha. Con lửa trống con nó thông thường màu nó đỏ tươi rồi anh em. Nó đỏ và nó rất là nhiều chấm bông ha. Đó, ở đây em cũng còn ít ha. Thì cái hàng không có bao trống em bán là 250 một con nha mấy anh. Không bao trống em bán 250 một con nha anh em. Rồi ok mấy anh. Thì dưới đây em cũng còn một hàng bao trống nè anh em. Đó, chè than con, chè đất nữa mấy anh. Ở đây em cũng còn mấy con chè đất con anh em. Chè đất gần như là cuối vụ luôn rồi, không có luôn mấy anh. Đó, mấy con này thì ăn uống khỏe mạnh lên kèo đứng hết rồi mấy anh. Đó, với lại một ít chè than bao trống của em ha anh em ha. Thì cái này là bên mối nó giao sẵn cho em, nó bao sẵn cho em luôn anh em. Em mới dám bao cho mấy anh. Chứ thông thường mấy anh để mấy anh mà mua bên em lâu thì mấy anh thấy ha, chim mà về có những đợt em không có bao trống luôn em để cho anh em tự bắt nha. Cái nào bên mối nó giao qua cho em, nó bao cho em thì em mới bao trống lại cho anh em thôi nha. Chứ bên em là không có tự lựa ra nha anh em. Nó nên về thí dụ mà nó lỡ có ra máy thì anh em cứ đem qua đổi lại cho em bình thường nha anh em. Em vẫn đổi lại là cho anh em bình thường hết ha, đổi cho anh em con mới. Nó những người mà người khách mua quen của em thì đều biết ha anh em ha. Qua thì nói là ra máy thì vẫn đổi lại bình thường cho anh em hết ha. Nó anh em, đây ở đây em còn một con lửa trống này anh em. Nó mấy anh thấy không, con lửa mà nó trống, lửa con trống nó sẽ rất là khác những con kia nha anh em. Nó lông nó đỏ tươi à, chớm bông nó rất là nhiều nha anh em ha. Ở đây thì em còn ba con về đất con anh em. Về đất con, mấy cái con này thì ăn uống khỏe mạnh, biết cấp ngủ sâu rồi nha mấy anh, biết ngủ sâu rồi nha. Nó em có để hũ sâu vô cho nó ăn nữa mấy anh. Thì chè đất con là 250 một con nha anh em. Em chỉ còn có 3-4 con thôi mấy anh. Nó anh em nào cần chè đất con thì nhắn em ha. Rồi cái này là chè than con anh em. Chè than con bao trống bên em 350 một con nha anh em. Chứ với lại còn một con chè lửa cũng đồng giá luôn nha mấy anh. Nó em mới chờ tụi nó ăn mà giờ tụi nó đòi tiếp nè anh em. Nó chim rất là đẹp anh em ha. Đó, chè than, chè lửa con, anh em nào mình cần thì nhắn cho em ha. Đó, rồi ok nha anh em. Đó, còn mấy anh mà ở tỉnh mình muốn mua thì mình cứ muốn mua bao trống thì cứ nhắn cho em nha anh em. Em sẽ bắt rồi em lựa em để gửi xe về cho anh em ha. Rồi ok nha anh em. Rồi ok anh em. Ở đây em có một con em còn một con sáo đen con, nhưng mà nó trổ đầy đủ anh em, biết mổ rồi nha. Rất là đẹp luôn anh em. Đó anh em thấy không? Con này khả năng trống rất là cao nè anh em. Đó anh em nhìn nó nè, rất là đã nha. Thấy không? Đó con này anh em cắt cánh em thả ra làm vòng là rất là dạng rồi nha. Rồi con này em vẫn bán 250 luôn nha anh em. Vẫn bán cho anh em 250 luôn nha. Em còn có một con thôi anh em. Còn có một con bự này thôi nha. Có con bự thôi. Mối nó giao hoài, có con lạc lòi nó bự anh em.
Nó anh em là mình cần thì mình nhắn bắt cho em ha. Anh em không có thời gian á, mình bắt con này về mình cắt cánh mình để vô cái lồng lớn mình để đồ ăn vô là tự ăn tự mổ rồi nha anh em. Nó thẻ đây cũng còn ít chè than anh em, chè than bỏi anh em. Có mấy con rất là đẹp nữa anh. Đây, con này rất là đẹp nè. Em nhìn dáng nó rất là ok ha. Thì còn có 3 con anh em, em bán đồng giá 200.000 con nha anh em. 200.000 con nha. Còn có 3 con chè than bỏi à. Đó, thì chắc tầm 1-2 bữa nữa em mới về mấy anh. Đó, thì khuyên đó anh em. Khuyên thì khuyên bỏi chắc phải tầm 1-2 bữa nữa em mới về nha anh. Mày bán hết rồi, khuyên là bán hết rồi nha. Khuyên bỏi hầu như không còn con nào luôn. Đó, chắc là tầm 2 ngày nữa em mới về khuyên tiếp nha anh em. Nó đây cũng còn một con quỳnh quạch nữa nè. Nó trao chảo nha, trao chảo quỳnh quạch gì đó. Nó cái dòng này anh em nào mình nó đây nó cũng kêu nhiều rồi nha anh em. Anh em nào cần thì qua bắt về chơi nha, cũng ăn cám sơ sơ rồi nha anh em. Nó con này em bán cho anh em 100.000 nha anh em, 100.000 nha. Kêu rất là nhiều nha anh em. Rồi, ở đây cũng còn một con hút mật. Năm màu anh em, chim một mùa rồi. Chim hót rất là nhiều rồi nha anh. Hót kiếm cánh rất là nhiều rồi. Nó anh em nào chơi nhắn cho em ha. Con này em bán 500.000 nha anh em. Hót kiếm cánh làm mầm luôn anh em. Anh em có chim đem lại tết chơi anh em. Đó, em còn con này thôi nha mấy anh. Rồi ok anh em ha. À quên, bên đây em còn một con chào màu nữa. Hết sâu rồi con. Ở đây em còn một con chào màu anh em. Đó, chào màu nha anh em. Chim má trắng lên anh em. Đó, chim má trắng lên mà ông anh ông nuôi anh em. Ông không có thời gian, ông chăm sóc cũng không có cho học giọng luôn. Anh em nào cần thì qua bắt về chơi nha. Con này em bán anh em 200.000 thôi nha. Đó, em còn con chào màu thôi nha anh em. Rồi ok anh em. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi clip của em ha. Thì chúc cho anh em có một ngày mới vui vẻ ha. Một ngày đầu tuần nhiều năng lượng hết anh em ha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.